Gạo lứt rong biển giữ dáng bà Nhung giá 15k một chai ship toàn quốc. Ơ thế hai em lại chưa đi làm à? Ôi, cháu với chị thế này nhá. Con ở nhà ngoan nhá, tối bố được về với con ha. Thế bố nhớ về sớm với con nhá. Ừ, con yên tâm nhá. Thôi thôi đi làm được muộn ông ơi. Khi Sâm được 4 tuổi thì mẹ qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. 2 năm sau, anh Tuấn bố Sâm đi bước nữa với người mẹ kế là Trần Thị Cam. Con trai thiệt thòi nên bố Sâm rất chiều chuộng, thấy vậy mẹ kế rất ghen tị và ghét bỏ Sâm. Sâm thường hay bới tìm trong thùng rác những món đồ mà mẹ kế ăn thừa. Bố Sâm đi làm cách xa nhà 20 km nên trưa thường không về ăn cơm. Sâm ở nhà ăn cơm cùng mẹ kế. Chồng ơi, mình lấy nhau cũng được hơn 2 năm rồi đấy. Hay là vợ chồng mình có thêm em bé đi, cho vui cửa vui nhà anh ạ. Thì từ từ, để cho cô Sâm nó lớn thêm tí nữa đó em. Khi bố Sâm đi vắng, mẹ kế thường xuyên bắt Sâm làm việc nhà. Đến bữa, Cam thường đuổi Sâm đi chơi để ăn cơm một mình. Đấy, ăn đi! Thế rồi còn muốn gì nữa? Thế mà còn... Thôi, bố đi làm đấy, từ buổi trưa bố về nhà đi, để con được ăn cơm với mình.
Sao em không cho nó ăn uống đầy đủ mà em lại còn đánh nó như vậy hả em? Gạo lứt rong biển giữ dáng bà Nhung giá 15k một chai ship toàn quốc. Thôi em ơi, con nó còn bé mà em. Để từ từ rồi anh sẽ dạy nó. Em hổ nó như hổ con ấy, còn muốn như thế nào nữa. Hôm sau Sâm được bố cho về bà nội chơi. Tay cháu làm sao mà Sâm tím hết thế này? Mẹ cam đánh cháu ạ. Mày đi vào đây, đi vào đây với bà. Sâm kể chuyện mẹ kế đối xử không tốt cho bà nội nghe, khiến bà vô cùng đau xót. Từ ngày Sâm về sống với bà, bố Sâm từ không về nhà. Ngày nào đi làm về, anh Tuấn cũng đi thẳng đến nhà mẹ để ăn cơm cùng con trai. Anh đâu về muộn đấy, em chờ cơm suốt. Thôi, hai vợ chồng mình vào ăn cơm đi. Anh ăn cơm bên bà nội cùng với cô Sâm rồi. Thôi, em đi ăn đi, anh ngủ đây. Cam quyết định đi xem bói để mong tìm lời giải cho cuộc sống gia đình. Nó phá chị đấy, chị không thể hợp được với nó đâu. Bắt đi đâu? Thì... cứ bắt, tụi bà có biên giới. Được, tao đã. Sâm ơi, chú là bạn của bố cháu ấy. Bây giờ bố cháu có việc bận, chú lên đón cháu để đưa cháu ra ngoài nhà hàng ăn liên quan cùng với bố. Ơ thế à chú? Vâng. Thay đổi nhá. Ừ, thì tôi đánh. Không liên quan gì đâu nhá. Chiến hết. Chú ơi, chú.